quý bạn đến với kênh video tôi. Thì hôm nay chúng tôi tiến hành tháo con máy vặt lông gà ra cho quý bạn cùng xem. Thì đây là con máy vặt lông gà cải tiến mới nhất bên chúng tôi sản xuất. Thì đây, ở các khớp nối này thì chúng tôi tiến hành làm 8 con ốc ở đây, 4 con 4 bên này. Thì với 4 con ốc này thì quý bạn trong quá trình sửa chữa thay thế hoặc là thay đúng cao su rất là dễ. Chúng ta chỉ cần mở 8 con ốc này ra, chúng ta có thể nhấc hẳn cái lồng lên luôn. Cái này là máy đường kính 60 này. Máy đường kính 60. Đây, đây là cái phễu ra của nó này. Thì phễu ra chúng tôi làm dài hơn tầm khoảng 5 phân như này. Đấy, để nước nó bắn ra bên ngoài. Thứ này là dòng chảy cái lồng nước ra ngoài. Đấy, để nó không chạy tràn lan lung tung. Thì ngoài này chúng ta có thể để thêm một cái rổ ngoài để chúng ta hứng được cái lông của nó. Đấy. Còn đây xung quanh inox này là rất là chắc chắn. Đấy, xung quanh có cong là rất là chắc chắn. Máy hoàn toàn bằng inox. Đây phần chân đế này, phần chân đế vali vuông ba rất là chắc chắn. Ở dưới chân đế thì có các cao su như thế này để đảm bảo nó không bị trượt và độ có êm. Còn đây là đây. Đây là cái lỗ đã đục sẵn để dắt cao su vào này. Thì các bạn có thể thấy là lỗ này được máy đục đây, được máy dập. Dập ra thì cái núm, cái lỗ này rất là tròn. Và cái phần lõm vào đây thì nó rất là vừa vặn này. Đấy, rất là đẹp. Thì và không có độ sắc. Thì với cái lỗ như này thì chúng ta bỏ cái núm cao su vào ấy, thì trong quá trình sử dụng lâu dài thì cái núm nó sẽ không bị đứt, cái núm cao su không bị đứt do cái này nó sắc quá. Đấy, rất là đẹp đây. Còn núm cao su đây, núm cao su rất là mềm, rất là mềm. Ở đây, ở đây có ba cái núm để cái ngược lại để quét lông bên dưới. Ở đây là cái phần thành của máy này. Thành máy ở đây có một cái đường ống phi 21 đây để dẫn nước vào. Đấy, ở xung quanh này được các lỗ này. Đấy, thì lúc dẫn nước vào thì nước nó sẽ tự động bung ra xung quanh để dội sạch cái lông gà, lông vịt của chúng ta xuống bên dưới. Và chúng ta sẽ tháo lỏng 8 con ốc này ra. Chúng ta dơ hẳn cái lông lên. Đấy, motor của máy sử dụng là motor 1,5 kg, dây đồng 6W. Ở mặt trước đây, mặt trước thì chúng tôi có khắc laser chữ công ty Thịnh Thành đây, thịnhthanh.com.vn đây. Có khắc laser hẳn tên này luôn. Đấy. Hàng mà rất là kỹ, không đảm bảo được xước sắt trong quá trình sử dụng. Đấy. Inox hoàn toàn sáng bóng, rất là dày, chắc chắn. Đây, đây chúng tôi đã tháo mâm ra này. Đây cần tháo 8 con ốc này đây. Đấy, mô đốc này. Đây, cái mâm bên dưới của nó đây. Đấy, rất là dễ lắp đặt sử dụng. Đây. Với cái mâm của nó đây, quý bạn có thể để ý này. Cái mâm này thì chúng tôi làm rất là dày. Ở đây, ở xung quanh này chúng tôi có làm thêm một cái vòng nữa. Đây, cái vòng vòng inox. Như cái vòng này này. Đấy, để nghe giữa cái mâm. Và ở dưới này chúng tôi có đây sử dụng các đinh tán để bắn xuống đảm bảo cái phần chắc chắn nhau cái máy. Đấy, nó có êm nhỉ. Đây, cái đó mình thấy đây. Cấu tạo bên dưới. Rất là chắc chắn, dễ dàng lắp đặt sử dụng. Tôi cảm thấy tôi sẽ cầm máy đi cho quý bạn cùng xem này. Ở đây có kết nối các tấm như này, bo cong như này. Đấy, để định hướng cái lồng xuống đây. Rất là kim, đấy cái lồng rất là vững.
đấy. Nó có ba cái nút mút cao su dưới này, quay ngược này để nó quét cái lông đấy. Tao bắt đầu quay cái này nó sẽ quét cái lông xuống. Thiết kế hoàn toàn bằng inox nhá. Máy vắt lông gà cải tiến mới nhất đấy. Thì cái này thì lúc chúng ta về sử dụng sửa chữa hoặc là thay núm cao su rất là dễ, quá dễ dàng. Đấy thì cái này và cái mâm này chúng ta chỉ cần vặn con ốc này lên này, nhấc thẳng cái mâm này ra chúng ta có thể thay núm hoàn toàn luôn. Khung này, khung sử dụng các thanh inox chắc chắn này, dày. Đấy. Đây. Rất là dày ở đây. Đây này được bắn các đinh tán đấy, để bên dưới mâm này và bên dưới nó rất là dày. Còn đây là cái lồng trên này. Lồng trên của máy. Đây. Lồng trên của máy. Inox hoàn toàn. Được hàn rất là kỹ, được dùng các máy hàn đời mới nhất, hiện đại nhất, hàn rất là đẹp, mỗi hàn rất là đẹp. Quý bạn có nhu cầu mua máy vặt lông gà, vui lòng liên hệ hotline ở dưới màn hình để tư vấn cũng như là bảo giá tốt nhất về sản phẩm. Cảm ơn quý các bạn đã theo dõi video, bấm đăng ký để xem các video mới nhất. Xin cảm ơn quý các bạn. Đấy các bạn đấy, sau khi gà chúng làm này, đấy, lông sạch luôn. Đấy. Em quay sát vào. Các bạn thấy không? Đây là lỗ chân lông của gà. Rất là đẹp. Không, kể cả nó không xa đâu. Đấy. Mỏ các thứ này không bị dập này. Đấy. Màu các thứ này. Cổ cánh không bị gãy, xương không bị gãy. Đấy, cũng như là chân luôn. Đấy. Cũng như là chân. Đấy. Tất cả những xương hay là cổ hay là mỏ các thứ nó không bị gãy. Không bị dập mỏ gì hết. Đây là bé gà mái này, bây giờ mình bé gà trống. Đừng quay anh nhá, quay mai đi mẹ sang nhất của mẹ. Nguy hiểm anh nhá. Cái đâu lại hot. Bán là làm nạt chậm thế. Anh mới. Thế đâu còn lại thì các bạn lưu ý một chút là khi chúng ta nhúng gà không nên nhúng lâu. Quan trọng là chị muốn làm con vịt, hơi đến hơi chậm. Đến nay một chút rồi làm con vịt được. Hay bây giờ là làm đi mai bán chị. Mẹ hơi đưa kìa.
sau khi nhuộm xong ta tiến hành máy vặt lông. Đấy, đây là bé gà trống. Hãy làm cho vịt với ăn đi em ơi. Quan trọng cái máy này ấy, nó quay vịt thì nó có giá trị. Gà thì bọn chị không có gì, quay được vịt rồi mình có giá trị. Chị vẫn bảo cái vịt rồi đấy, rất là đẹp. Thế nhưng bọn em ra chậm nên là nhanh thì nữa phải quay con vịt đấy không? Thì sau khi chúng ta làm một cái chuẩn bị cần rộn toàn nước. Thank you.